Hello, miền quê mến chào cô chú anh chị và các bạn. Miền quê ra đồng mới cài. Gặp con này là con gì ta? Con gì gắn cái bô thẳng nè. Isuki 2008 quá. Đang chạy bánh lồng sắt cục nước. Quẹo qua. Đang trục lần gì để xả lúa hay trồng mì đang biết. Lại gần quay. Ôi lên rồi, mới lại gần quay lên rồi. Kỳ 28 à, qua lắm khác chắc. Qua lắm này hả? À, qua lắm này. Lên bộ thẳng luôn. Wow, qua Isuki 2008. Con này 3 máy. Đang cục ruộng. Đang cục. Dân sinh luôn. Yeah. Dân sinh lên sau lưng bắt phải luôn. Yeah. Rồi, tới luôn bắt tay ơi. Nó nhỏ xinh xinh. Lên cái bô thẳng luôn ha. Gắn bô thẳng nghe bô nổ đá luôn. Nổ như máy lớn luôn. Thẳng lên luôn. Nổ nghe nó phơi luôn. Cabin máy hiên di động rồi không? Thấy tê tua luôn. Chạy nắng mưa rất rách. Luôn chắc cái này ruộng này nó ướt quá ta, cái này đợi khô để xà lúa lại quá, hay trồng mì đây không biết, khu vực ở đây là người ta trồng mì lại, chỗ này không biết trồng cái gì, còn nước quá trời.
xinh xinh. Đồng này đồng của Thanh Bình, của Thành Cửa Ninh, Thanh Bình. Giá con này Isuki 2008 đời đầu, cái tủ nó mua chắc cũng mười mấy năm rồi. Đây chạy bánh lồng sắt tục nước, con này rửa ra chắc còn mới á, nước sơn nha. Lên bờ luôn. Ồ, không có, không có. Rồi, ông cua. Ba máy, đẹp đẽ. Lên cái bồ thẳng nghe nó nổ nghe đã quá. Máy sạch sẽ, khô ráo. Về rửa lại là mới lắm, nước sơn còn dư nguyên luôn. Đợi nó chạy lên cái nữa. Rồi nó chạy lên nha các bạn. Giờ này cũng 11 giờ mấy rồi. Chạy lên cái này nữa cái mình quay dừng clip ở đây nha. Nhỏ xinh xinh mua về đi kiếm tiền. Xe đó còn cái sơn mà bố cáo dím sình dăng lên bắt tay luôn rồi đó. Sương đến rồi hay gì, chim én về quá trời luôn, bay khắp ruộng luôn kìa. Rồi mình quay cũng dừng clip ở đây nha. Mình quay cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi và xem video. Chúc cô chú anh chị các bạn vui khỏe. Mình quay bye bye.